Xuất phát từ năng khiếu và niềm đam mê của các em nhỏ thì một số phụ huynh ở Cần Thơ đã chọn cho con em mình tham gia các lớp đào tạo rèn luyện kỹ năng catwalk, trình diễn thời trang. Các bậc phụ huynh mong muốn cho các em một sân chơi vừa thư giãn giải trí, vừa phát huy năng khiếu của bản thân. Catwalk, tạo dáng trước ống kính, nghe và cảm nhận nhạc, rèn luyện bản lĩnh sân khấu là những kỹ năng được các huấn luyện viên của lớp người mẫu nhí trang bị cho các bạn nhỏ ở đây. Bên mình thì có phá cơ bản, chuyên nghiệp và nâng cao. Thì mỗi phá thì có sẽ giảng viên khác nhau và về đào tạo cho các bé những kỹ năng đó. Độ tuổi là mình đào tạo từ 5 đến 15 tuổi. Chi phí học tập các bé là hàng tháng là 1,5 triệu. Trang bị trang phục, nè, áo dài, áo bà ba hoặc là đầm dạ hội cho các bé được trình diễn. Mới mở lớp trong thời gian ngắn, lớp học này của công ty truyền thông giải trí Vietnews đã thu hút nhiều người đưa con em đến học. Sau khoảng thời gian mà bé tham gia học á, thì bé mạnh, nói chung là giao tiếp trước mọi người là bé tự tin, bé thể hiện được nhiều cái năng khiếu về cái người mẫu. Ở đây con học được cách tự tin hơn khi đứng trước đám đông, các kỹ năng catwalk như là tạo dáng, những cái thần thái. Mỗi buổi học, các bạn nhỏ được đào tạo về kỹ năng trình diễn trang phục áo dài, áo bà ba, thời trang trẻ và các lớp nâng cao trình diễn trang phục thiết kế, trang phục dạ hội. Không chỉ học được những bước catwalk mà các bé sẽ được rèn luyện về hình thể và gương mặt, thể hiện được thần thái qua từng trang phục. Qua cái lớp học người mẫu này thì cũng muốn cho các bé có cái sự tự tin, cái sự bản lĩnh hơn trên sân khấu. Bởi vì không chỉ là mình diễn một bộ trang phục mà mình còn phải truyền tải được, ví dụ mình diễn áo dài thì mình phải truyền tải được cái tinh túy của bộ áo dài, cái nét duyên dáng dịu dàng của bộ áo dài. Không chỉ là về lĩnh vực người mẫu mà khi mà đứng trước đám đông thì các bé cũng sẽ dạn dĩ hơn. Mỗi tuần các bạn nhỏ học 2 buổi, thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra còn được tham gia các khóa trình diễn, thực hành thực tế, tạo điều kiện cho các bé tự tin thể hiện năng khiếu bản thân.